lúc nào cũng xuất hiện trong bộ trang phục bảo hộ kín mít, mặt nạ, khẩu trang che kín hết mặt mũi. Họ là những chiến binh giấu mặt, theo đúng nghĩa đen, đang đứng ở tuyến đầu của cuộc chiến chống lại dịch bệnh COVID-19. Hơn 3 tháng qua, từ khi dịch bệnh COVID-19 bùng phát, Trung tâm Kiểm dịch Y tế Quốc tế thuộc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh luôn được đặt trong tình trạng báo động đỏ, duy trì 100% quân số, túc trực 24/24 giờ để kiểm soát các cửa ngõ như sân bay, ga tàu, cảng biển để chống dịch bệnh xâm nhập vào Thành phố Hồ Chí Minh trên cả đường biển, hàng không và đường bộ. Với nhiệm vụ kiểm soát hành khách nhập cảnh, người dân đến Thành phố Hồ Chí Minh qua ga Sài Gòn, sân bay Tân Sơn Nhất, cảng biển, các nhân viên kiểm dịch y tế quốc tế luôn quyết tâm không để những người có nguy cơ mắc COVID-19 lọt cửa kiểm dịch. Những người làm nhiệm vụ tại đây luôn phải tập trung cao độ nhưng cũng nỗ lực hết sức để đem lại sự thuận tiện, hài lòng cho hành khách, kiểm soát chặt chẽ nguy cơ lây lan dịch bệnh. Chúng tôi tuân thủ tuyệt đối các quy định về phòng chống lây nhiễm giữa cá nhân, tránh lây nhiễm chéo trong giữa các nhân viên, tránh sự lây nhiễm giữa nhân cho nhân viên y tế cũng như là tránh lây nhiễm chéo trong giữa các hành khách với nhau. Trong cái kỳ đợt chống dịch COVID này có nhiều cái công việc là rất là mới, chưa từng triển khai trước đây. Thì do đó thì cái lúc đầu thì đội ngũ nhân viên y tế cũng có sự phải có sự tăng cường tối đa về nhân lực, nhân sự cũng như là thời gian. Họ có thể làm tăng ca, tăng kíp vân vân. Thì nhưng mà sau đó thì có sự hỗ trợ từ nhân sự từ Sở Y tế điều động, từ các bệnh viện, từ các trung tâm tới quận huyện, do đó thì chúng tôi cũng khá là ổn. Với dáng người nhỏ nhắn nhưng luôn nhanh nhẹn hướng dẫn hành khách khi đến các vị trí làm khai báo y tế, kiểm tra thân nhiệt, chị Huỳnh Thị Mỹ Ngọc tỏ ra không biết mệt mỏi. Chống dịch từ đêm 30 Tết đến nay và chưa một ngày nào nghỉ ngơi, dù đôi lúc có mệt mỏi, áp lực nhưng vì trách nhiệm với công việc và cộng đồng, chị luôn tự động viên mình cố gắng. Tôi trực dịch từ tối 30 Tết là bắt đầu triển khai là thu tờ khai rồi kiểm soát cho khách nhập cảnh chặt chẽ hơn nguyên một cái mùa Tết luôn, là cho tới bây giờ luôn. Chỉ là cực hơn chút xíu là mình phải tăng thêm ca, làm thêm giờ. Làm cái công việc này thì cũng vui, thì cũng hãnh diện, tại vì đi đâu cũng mọi người cũng nói là tiến đầu thì có cực thiệt, nhưng mà mình phải cố gắng làm, tại vì mình phải biết cái trách nhiệm của mình là mình phải ngăn chặn rồi sàng lọc những cái người nhập cảnh từ nước ngoài về. Có khó khăn cũng có, tức là hành khách không có hợp tác rồi cự, rồi không khai tờ khai, rồi cự nữ với mình phải giải thích, rồi chờ để cho mình giải quyết xong để mình mới đưa người ta đến tới khu cách ly cho an toàn á. Cũng tham gia chống dịch từ trước Tết đến nay, khi hành khách còn nhập cảnh vào Việt Nam, anh Võ Trọng Hiền túc trực tại ga quốc tế, sau đó tăng cường qua ga quốc nội sân bay Tân Sơn Nhất rồi đến ga Sài Gòn. Ròng rã suốt gần 3 tháng chống dịch nơi đầu tuyến, đã tiếp xúc với hàng ngàn người từ nhiều quốc gia trở về, trong đó có không ít người từ vùng dịch bệnh COVID-19. Việc tiếp xúc với nhiều người từ vùng dịch về lây bệnh khiến anh Hiền phải đối mặt với nguy cơ lây nhiễm. Để đảm bảo an toàn cho gia đình, anh Hiền luôn phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về chống lây nhiễm và hạn chế tối đa tiếp xúc với người khác. Cách tốt nhất là mình phải bảo vệ bản thân mình trước. Thì khi mình về nhà thì mình cũng phải tránh tiếp xúc với lại người thân. Càng ít tiếp xúc thì càng tốt. Mình phải hạn chế đến mức tối đa. Khi tiếp xúc thì mình phải cũng khoảng cái giữ khoảng cách ít nhất là khoảng 2 mét. Đó, khoảng thể mà mình là ăn riêng, mình uống riêng, mình không có sử dụng chung. Mình không thể nào mà mình giống như cái cách sống hàng ngày của mình là mình ăn cơm chung hoặc là mình dùng chung ly nước. Tất cả đều là mình phải dùng riêng. Đó là một cái đảm bảo an toàn cho mình và cho người thân. Nhưng mà hầu như mình thấy tình hình dịch mà bên mình mà kiểm soát được như vậy tốt á, mình càng vui hơn, rồi mình có động lực mình làm nhiều hơn. Việc mỗi ngày phải tiếp xúc với cả ngàn người từ vùng dịch trở về, dù đôi lúc lo sợ bị lây nhiễm nhưng không khiến các chiến sĩ nơi tuyến đầu phòng chống dịch COVID-19 nản lòng mà càng quyết tâm vượt qua những khó khăn để ngăn người có nguy cơ mắc bệnh lây nhiễm ra cộng đồng.